khi giá mở của cái phiên ngày mà giá nằm ở trên những cái đường pivot point thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là một cái lực lên của nó và chúng ta take profit ở vùng R1, R2. Mới nghe thì cái hệ thống giao dịch này có vẻ là nó khá là đơn giản. Tuy nhiên, như mọi người thấy ở trong những cái chúng ta sử dụng thực tế thì kết quả của nó đem lại thực sự nó là khá là đáng kinh ngạc. Chào mừng mọi người quay trở lại với XTB, mình là Minh. Nội dung của video ngày hôm nay được mình xây dựng dựa trên những cái kiến thức cũng như là những cái trải nghiệm của mình xuyên suốt trong toàn bộ những cái ngày tháng giao dịch của mình, với mục đích sẽ giúp cho mọi người có thể tìm hiểu về thị trường tài chính quốc tế một cách đơn giản nhất và một cách nó hiệu quả nhất. Và nên nhớ chúng ta sẽ có rất là nhiều video khác nhau với những cái chủ đề khác nhau để giúp cho mọi người dễ xem và dễ tiếp thu nhất. Mọi người có thể xem lại toàn bộ những video này ở trong mục XTB Trading Academy. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung của video chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu, muốn chia sẻ với mọi người một cái công cụ và một cái chỉ báo mà nó khá là hoàn chỉnh và nó khá là dễ sử dụng, đấy là pivot point. Thì nếu mà dịch ra tiếng Việt thì pivot point nó nghĩa là một cái điểm xoay. Thay vì mọi người sẽ phải vất vả, mọi người đi tìm và mọi người đi xác định những cái vùng hỗ trợ và kháng cự một cách nó gọi là mang tính cảm tính, khi sử dụng công cụ này chúng ta sẽ có thể được tính toán trước những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự để giúp cho ta biết được là đâu là những cái vùng đỉnh và đâu là những cái vùng đáy trong cái khoảng thời gian chúng ta giao dịch ở trong ngày hôm đó. Và đối với pivot point thì nó sẽ có 6 cái mức giá khác nhau và nó sẽ được chia thành những cái mức như sau. Đấy là 3 mức hỗ trợ được ký hiệu là S1, S2 và S3, tương ứng với từ viết tắt của support 1, support 2 và support 3. Và 3 cái mức khác kháng cự được viết tắt là R1, R2 và R3 sẽ viết tắt là resistance 1 của 2 và của 3. Và chúng ta sẽ có những khoảng cách giữa R1 và R2 hay R2, R3 gọi là những cái vùng giá. Tức chúng ta có thể chúng ta sẽ xem xét tìm kiếm những cơ hội chúng ta giao dịch ở trong những cái vùng giá này, hoặc là chúng ta sẽ có những cơ hội chúng ta vào lệnh ở trong những cái vùng giá này. Và chúng ta sẽ có công thức tính toán của pivot point như sau, đó là điểm pivot tức là cái điểm xoay. Nó sẽ được tính bằng giá cao nhất của phiên trước cộng giá thấp nhất, cộng giá đóng cửa và chia cho 3. Thì thực sự là công thức này nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó khá là đơn giản, nhưng đến khi chúng ta vào, chúng ta tính toán ở trên hệ thống thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, chúng ta có thể hoàn toàn có thể yên tâm mà bỏ qua cái điều này. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, XTB có hệ thống X-Station, nó sẽ giúp chúng ta tính toán được toàn bộ những cái điều này một cách hoàn toàn tự động. Và chúng ta sẽ không phải chúng ta tính bằng tay nữa, mà chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến việc là với hệ thống chỉ báo này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào, thay vì chúng ta sẽ quan tâm đến cách tính của nó là như thế nào. Và ở trên màn hình thì mình chỉ ra cho mọi người cách tính của những cái vùng hỗ trợ cũng như là của những cái vùng kháng cự, tuy nhiên là sẽ để chúng ta tham khảo thôi. Và nên nhớ tất cả những thông tin này chúng ta sẽ đều được tính toán một cách tự động ở trên hệ thống. Và chúng ta sẽ có một vài cách sử dụng như sau. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ sử dụng pivot point như là một cái công cụ chúng ta xác định được xu hướng. Và chúng ta có thể xác định ở đây chúng ta sẽ có một xu hướng tăng hoặc là một xu hướng giảm bằng cách so sánh mức giá với cái điểm pivot point. Và nếu cái điểm pivot này thấp hơn cái giá mở cửa thì có thể xu hướng thị trường là tăng và ngược lại. Và chúng ta sử dụng những cái mức S1, S2, S3 và R1, R2, R3 để chúng ta giao dịch. Lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người thấy ở trên đồ thị nó sẽ dễ nhìn và nó sẽ dễ thao tác như thế nào. Nếu các bạn là những cái nhà giao dịch mà ngược xu hướng, tức là chúng ta sẽ có thể chúng ta sử dụng pivot point để tìm kiếm những cái sự đảo chiều. Tức là gì? Chúng ta sẽ dự đoán giá đến những cái vùng S1, S2 và S3 có thể trước đó là một xu hướng giảm và đến vùng S1, S2 và S3 nó sẽ đảo chiều, nó sẽ trở thành một xu hướng tăng. Và chúng ta có thể mở một cái lệnh chúng ta mua và ngược lại. Cho đợi đến những vùng R1, R2, R3 chúng ta sẽ đảo chiều từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm và chúng ta có thể mở một lệnh để chúng ta sell, hoàn toàn rất là đơn giản. Và chúng ta sẽ có cụ thể những cách giao dịch của chúng ta như sau. Đấy là chúng ta cách 1, đó là gì? Là chúng ta sẽ mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự, rất là đơn giản và rất là dễ, đúng không ạ? Thì ở đây với trường hợp này các nhà giao dịch sẽ coi mức R1, R2 và R3 và S1, S2, S3 là những cái vùng kháng cự và hỗ trợ. Ở đây mình sẽ có một cái ví dụ đơn giản cho mọi người để chúng ta dễ hình dung, đó là gì? Là giá chạm mức R3 thì có khả năng sụt giảm và tỷ giá chạm mức S3 thì có khả năng sẽ phục hồi tăng trở lại, đúng không ạ? Tức là gì? Giá chạm mức R3 thì nó có thể nó chạm đến vần đỉnh và nó sẽ quay chiều, nó chuyển từ xu hướng tăng và xuống chuyển thành xu hướng giảm và ngược lại. Khi mà giá chạm mức S3 thì nó chuyển từ xu hướng giảm, đảo chiều, chúng ta có thể thấy một sự đảo chiều tăng. Và chúng ta khi đặt lệnh mua tại mức hỗ trợ thì đặt stop loss cũng ở dưới mức hỗ trợ một chút.
và đặt mức chốt lời dưới mức kháng cự một chút đó. Mới combo chúng ta sử dụng rất là đơn giản. Và ngược lại, khi chúng ta đặt lệnh bán tại mức kháng cự thì đặt stop loss ở trên mức kháng cự một chút và chốt lời là ở trên mức hỗ trợ một chút. Lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người thực tế ở trong đồ thị nó sẽ diễn ra như thế nào. Hoặc đối với những nhà giao dịch mà chúng ta sử dụng theo những trường phái đánh theo những phương pháp breakout, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Là họ sẽ xem pivot point như là những vùng cần phá vỡ trước khi giá đi mạnh, tức là họ sẽ chờ phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự đó. Sau đó sẽ đi theo giao dịch theo những hướng đó, tức là khi phá qua những cái vùng hỗ trợ thì có thể nó sẽ tụt sâu hơn, và khi phá qua những vùng kháng cự thì nó có thể nó sẽ đi lên mạnh hơn. Và trên màn hình mọi người để thấy cái phương thức sử dụng cái cách này nó khá là đơn giản. Thì R1, R2 đóng vai trò là kháng cự khi thị trường tăng, nhưng nếu giá vượt lên trên chúng ta có thể đóng vai trò làm đường hỗ trợ. Và ngược lại với S1, S2 và S3. Điều đó nó có nghĩa là gì? Chúng ta đánh theo trường phái breakout, chúng ta sẽ đợi giá nó phá qua khỏi mức đó, hồi về test lại những mức đó và giá tiếp tục xu hướng, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể làm được những cái điều chúng ta đang kỳ vọng. Chúng ta đặt lệnh buy hoặc đặt lệnh sell ở đây. Và không để mọi người sẽ chờ đợi lâu hơn nữa, mình chúng ta sẽ vào phần thực chiến ở trên đồ thị để chúng ta biết là giá nó sẽ chạy như thế nào và các công cụ nó sẽ hoạt động như thế nào. Và trên đây là giao diện của phần mềm Xstation của XTB. Và chúng ta có thể sử dụng pivot point với bất cứ một loại hàng hóa cũng như là với bất cứ một loại đồ thị nào. Ở đây chúng ta sẽ chọn cặp chúng ta đang giao dịch là GZ và chúng ta sẽ thêm chỉ báo đấy là pivot. Chúng ta chỉ cần gõ vào đây là được. Thì đây chúng ta sẽ có những cách tính là Classic, UDI, Fibonacci, Denmark hay là Camellia. Thì với những người mới sử dụng, mình khuyên mọi người nên sử dụng phương pháp đánh là Classic và chúng ta sẽ chỉnh độ dày của đường pivot này lên sẽ là mức cao nhất để chúng ta dễ nhìn nhận và chúng ta dễ thấy những cái điều này hơn. Và mọi người sẽ thấy được là mức pivot nó sẽ được tính theo những khung thời gian lớn. Ví dụ mọi người đánh khung H thì nó sẽ tính ở trên những khung D. Và mọi người sẽ thấy là những cái điểm bắt đầu nó sẽ là điểm bắt đầu của một ngày. Từ điểm này sẽ bắt đầu một ngày 0 giờ cho đến cái điểm này sẽ là 24 giờ của ngày hôm trước, đúng không ạ? Và 24 giờ ngày hôm sau. Thì cách đơn giản nhất để chúng ta xem xét đấy là gì? Chúng ta sẽ sử dụng khung H1 hoặc chúng ta sử dụng khung H4. Thì ví dụ như đối với ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được là giá mở cửa nó nằm ở trên đường pivot point này và nó bắt đầu nó vẫn giữ được ở trên cái đường pivot này. Thì hiển nhiên theo những gì lý thuyết chúng ta trao đổi trước đây, chúng ta sẽ thấy được là giá nằm trên cái đường pivot, tức cái đường dày nhất này, thì nó sẽ là ủng hộ cho một xu hướng tăng. Và chúng ta sẽ thấy là ở trên đó, những cái đường kẻ ở trên này nó sẽ là những cái vùng kháng cự, những cái vùng R1, R2 và R3. Ở dưới này sẽ là vùng S1, S2 và S3, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xác định cái xu hướng chúng ta theo khung ngày, đấy là một cái xu hướng tăng. Thì nếu chúng ta là những cái nhà giao dịch, chúng ta đánh lệnh là intraday, tức là chúng ta đóng và mở lệnh ở trong ngày, chúng ta sẽ thấy được là nến ngày, hoặc chúng ta có thể đợi đến tầm 10 hoặc 11 giờ sáng chúng ta xác nhận được cái xu hướng của ngày hôm đó là xu hướng tăng. Thì chúng ta có thể đặt được một cái lệnh mua và chúng ta sẽ take profit của chúng ta ở trên mức là S1, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta quan sát tiếp những cái điều đó ở những khung ngày trước thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ trong ngày hôm trước chúng ta sẽ thấy nó sẽ là một cái lệnh fail khi mà giá bắt đầu nó đi xuống cái đường pivot này rồi, nhưng nó sẽ không tiếp tục đi xuống vùng chúng ta kỳ vọng là vùng R2 hoặc vùng R3, hoặc thậm chí là vùng ngắn nhất là vùng R1, nó không thể nào đạt được cái vùng đó và ngay lập tức giá nó đã đi lên, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ đưa ra một phương án xử lý khác cho chúng ta là chúng ta đang xác định đây là một xu hướng xuống, tuy nhiên khi giá phá qua được cái vùng pivot này chúng ta sẽ kỳ vọng được giá đi lên và chúng ta take profit ở cái vùng là R1, hoàn toàn là phù hợp. Nó take profit ở đây sau khi giá nó phá qua cái đường pivot này, đúng không ạ? Và chúng ta có thể chúng ta sẽ lại lùi thêm một ngày nữa, chúng ta xem là kết quả giao dịch nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu ở thời điểm này, chúng ta sẽ thấy được là gì? À, mở phiên đầu ngày giá bắt đầu đóng ở trên đường pivot point thì chúng ta có thể mở cái lệnh chúng ta mua và chúng ta take profit ở cái mức là S1. À, ở cái mức đầu tiên là mức R1, tức là vùng kháng cự đầu tiên. Và sau đấy, sau khi chúng ta chốt xong, chúng ta thấy một cái nến nó bắt đầu tiếp tục đi lên thì đối với cái nến này chúng ta có thể mua vào và chúng ta tiếp tục, chúng ta take profit ở cái vùng là R2, đúng không ạ? Khá là đơn giản và khá là dễ. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta bị mất những cơ hội đó, chúng ta sẽ thấy là từ vùng R2 giá bắt đầu đâm xuống và đâm xuyên xuống dưới cái vùng R1. Điều chứng tỏ là đây là một cái xu hướng giảm nó tương đối là mạnh, thì chúng ta có thể sell và chúng ta có thể take profit ở đây. Tất nhiên nó sẽ không thể đúng chằn chặn 100%, nhưng chúng ta có thể xem lại cái phần trước của video này chúng ta nói là gì, đó là nếu chúng ta đặt cái lệnh sell của chúng ta ở gần cái vùng kháng cự, tức là gần cái vùng R1, thì chúng ta đặt stop loss ở trên cái vùng R1 và chúng ta đặt cái take profit của chúng ta ở trên cái vùng hỗ trợ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đợi đến thẳng những vùng này chúng ta take profit, mà chúng ta sẽ take profit ở trên những cái vùng này một chút đó. Và chúng ta lùi lại thêm một ngày nữa, ngày hôm nay thì giá lại cũng đóng ở trên, giá bắt đầu mở cửa trên pivot point, đúng không ạ? Và chúng ta có những lệnh chúng ta chốt lời ở S1, chúng ta chốt lời R1, chốt lời R2 và chúng ta thậm chí chúng ta chốt lời được R3.
Và ở đây nó sẽ cho chúng ta thấy được là xu hướng tăng nó khá là mạnh khi nó liên tiếp có những ngày gần nhau và xu hướng tăng tiếp tục đi lên. Trước đó nữa, chúng ta có thể nhìn nhận và chúng ta thể backtest lại toàn bộ những quá trình trong quá khứ. Nó đi lên rất là nhiều, cứ mở cửa trên pivot point thì cái khả năng của nó đi lên tiếp là hoàn toàn có thể. Và chúng ta có thể là chúng ta sẽ đặt những cái lệnh chốt lời chúng ta ở mức R1, R2, R3 là hoàn toàn hợp lý. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái ví dụ khác để mình có thể chứng minh cho mọi người là nó thể áp dụng đối với những cặp tiền khác nhau. Thì đây mình sẽ sử dụng đấy là USD CHF. Thì mọi người sẽ thấy ở đây là chúng ta vẫn cái một kịch bản tương tự, đó là khi giá mở của cái phiên ngày mà giá nằm ở trên những cái đường pivot point thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là một cái lực lên của nó và chúng ta take profit ở vùng R1, R2 và thậm chí là R3. Và nó vẫn duy trì những cái tính đúng đắn này của nó trong những cái ngày liên tục, những ngày tiếp theo, đúng không ạ? Và khi mà giá mở cửa nó đâm xuyên qua dưới vùng pivot point thì nó sẽ take profit những cái lệnh sell chúng ta ở vùng S1, S2 và S3. Mới nghe thì cái hệ thống giao dịch này có vẻ là nó khá là đơn giản. Tuy nhiên như mọi người thấy ở trong những cái chúng ta sử dụng thực tế thì kết quả của nó đem lại thực sự nó là khá là đáng kinh ngạc và khá là hiệu quả cao. Và trên đây là toàn bộ những thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người về cách chúng ta sử dụng pivot point cho giao dịch. Và nên nhớ đây chỉ là những cái series cơ bản, và nếu các bạn nắm được những cái thông tin cơ bản này thì về sau chúng ta sẽ có những cái series chúng ta sử dụng nâng cao hơn. Và hiển nhiên khi chúng ta sử dụng nâng cao hơn thì kết quả giao dịch, một là nó sẽ tốt hơn, và hai nữa là cái mức lợi nhuận nó đem lại cho mọi người sẽ được cao hơn rất là nhiều. Và một lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.